Fill the void in our hearts and our lives. Only God. Thank you, Jesus, because we recognize your love and your patience. Của chúng ta và Ngài sẽ ban chúng ta cái tình yêu của Ngài. And we come before you in the mighty name of Jesus. Chúa ơi, chúng con đến với Ngài ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Right there where you are, say, Jesus, I come to you. Và hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, chúng con đến với Ngài ngày tận dụng. I bring my life. Và con dâng đời sống của con. I bring my life to you in faith. Con dâng đời sống của con và đến với Ngài ở trong đức tin. And I recognize that you reward those that seek your face. Con nhận biết rằng chính Chúa Ngài sẽ ban thưởng cho những người tìm kiếm mặt Ngài. Ahí en su lugar, dile al Señor, Señor Jesús, yo vengo ante tu presencia. Vengo ante tu presencia con fe y reconozco, Señor, que tú eres un galardonador de los que te buscan. Y hoy he venido a buscarte. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor. In front of applause to the Lord. How many of you believe that God is here? He is in this place. So we're going to praise His name. Vamos a alabar al Señor, dándole gracias. Porque este día es un regalo de parte de Dios. This day is a gift. Every day that we open our eyes and we get to breathe this fresh air, it's God giving us another opportunity. Và mỗi một ngày chúng ta Hallelujah. Là một cái món quà chúng Let's ta give bởi him glory. Tiếp tục Let's ngợi give him praise. Ngài. Hãy ngợi khen danh của Ngài. Let's use our hands. Cùng nhau vỗ tay ngợi khen Chúa. Let's give him glory. Let's sing. Arise, shine, for the light is come. Arise, shine, for the light is come. The glory of the Lord is risen. The glory of the Lord is come. The glory of the Lord is risen upon thee. Arise, shine. Arise, shine, for the light is come. The little light is come. Arise, shine, for the light is come. The little light is come. The glory of the Lord is risen. The glory of the Lord. The glory of the Lord is risen upon thee. Sing it, brother. Hãy trôi dậy vì sự sáng đã đến. Hãy chiều sáng vì sự sáng đã đến. Và sự vinh quang của Chúa Thánh đang bao phủ. Và sự vinh quang của Chúa đã đến. Sự oai nghi và vinh quang của Chúa Thánh cứ trên ta. Hãy trôi dậy vì sự sáng đã đến. Hãy chiều sáng vì sự sáng đã đến. Và sự vinh quang của Chúa Thánh đang bao phủ. Và sự vinh quang của Chúa Thánh đã đến. Sự oai nghi và vinh quang của Chúa Thánh cứ trên ta. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. Pues ha venido tu luz, la gloria, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti, la gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí.
the glory of the Lord. The glory of the Lord is risen. The glory of the Lord is come. The glory of the Lord is risen upon thee. Hãy chiều sáng, vì sự sáng đã đến. Và sự vinh quang của Chúa Thánh đang bao phủ. Sự vinh quang của Chúa Thánh đã đến. Sự oai vinh và vinh quang của Chúa Thánh cứ trên ta. Và sự vinh quang của Chúa Thánh đang bao phủ. Vinh quang của Chúa Thánh đã đến. Oai nghi và vinh quang của Chúa Thánh cứ trên ta. Điều gì sẽ chẳng có một điều gì không chỉ qua cõi trời Giêsu Chúa tôi, không chỉ qua cõi trời Giêsu Chúa tôi, không chỉ qua cõi trời Giêsu Chúa tôi. Chúa Chúa đang siêu việt, Ngài hằng chuyên cứu giúp tôi trong năng quyền. Không có điều gì sẽ chẳng có một điều gì không chỉ qua cõi trời Giêsu Chúa tôi. Brother, why do you say nothing in Vietnamese? Không có. Well, there is không có, không có. Nothing's impossible for God. Không có, không có điều gì quá khó cho Chúa của chúng ta. No hay nada imposible para Dios. Không có, không có. Hallelujah. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, los cielos y la tierra con tu gran poder. Jehová, tú has creado los cielos y la tierra. Vamos a confesar que no hay nada imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Fuerte gran Dios, consejero grande eres tú. Vamos a confesar. Nada, nada, Felipe.
absolutamente nada, nada es imposible para ti. Y nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque era Dios, consejero y amigo, vos nada, 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 absolutamente nada, nada es imposible. Una vez más, todos juntos, nada, nada. Nada es imposible para ti, una vez más. Nada, nada, absolutamente nada, nada es imposible para ti. For us, in Spanish, compa, nada, it's nada, nada, nothing, in English. Nothing is impossible for God, but what is impossible for man is very much possible for God. Hallelujah. That's why we say, nothing is for thee, nothing is too difficult for thee. Great mighty God, great God, so mighty. Nothing, 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 absolutely nothing, nothing is too difficult for thee. One more time. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Let's believe it. Great mighty God, great God, so mighty indeed. Nothing. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. Nada. Nada, nada, absolutamente nada. Nada es imposible para ti. Todos juntos, nada. Nada, nada, absolutamente nada. Nada es imposible para ti. Come God, you see, sẽ chẳng có một điều gì không chỉ qua con cho Giêsu Chúa thôi. Come God, you see, sẽ chẳng có một điều gì không chỉ qua con cho Giêsu Chúa thôi. Glory to God, hallelujah. I wish I could sing it like Brother Joshua, but I can't, not yet. Soon I will. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Again. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house, into the house of the Lord. Let's offer it. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Chúng lời sự tôn, cao trong đền thờ của Chí Cam. Xin dâng lên Cha một lời sự tôn, cao trong đền thờ của Vua Trời. Xin dâng lên Cha một lời sự tôn, cao trong đền thờ của Chí Cam. Xin dâng lên Cha một lời sự tôn, cao trong đền thờ của Vua Trời. Lòng này dâng lên tiếng a ca, biết ơn sâu đậm. Chúa thương thiên nhân ái, lòng này dâng lên tiếng a ca, ca khúc vui mừng đến cùng cha. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza. Alabe al Señor. Y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio. Aleluya. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Díselo. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Y ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio. Now with the trumpets. Sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. Traemos sacrificio de alabanza.
lời suy tôn, con trong đền thờ vua trí cao. Xin dâng lên cha một lời suy tôn, con trong đền thờ của vua trời. Lòng này dâng lên nhớ ta, biết ơn sâu đậm của hương thiên đàng ai. Lòng này dâng lên tiếng hát ta, ta cùng vui mừng đến cùng cha. Can everybody shout glory to God? And I've been hinged over Chúa. Everybody together, glory to God. I've been hinged over Chúa. Hallelujah, He is worthy of praise. Ngài xứng đáng tất cả những sự ngợi khen. And we shall worship You, Lord, with all our hearts. Và chúng ta sẽ thờ phượng Ngài với tất cả tấm lòng của chúng ta. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You with a song. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You all day long. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You with a song. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You all day long. For Thou, Lord, art glorious, and I need this freedom to be praised. May my heart be pure and holy in Thy sight, as I worship You with all of my might. Con thờ cha với hết lên lực con, chúng ta thánh công minh thời gian qua. Luôn con thờ cha với hết lên lực con, giờ đời con chúng ta công minh ngài. Vì Chúa vì đại Chúa hiền bên ngài, và thần Chúa xứng đáng ngoài chúng ta. Quyền lòng con trong sạch thánh khi thấy một ngày, thờ vương Chúa với hết ca ca bên con. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, yo tus salmos te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca veré tu gloria. I will love thee, I will love thee, I will love thee. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You with a song. I will worship You, Lord, with all of my might. I will praise You all day long. For Thou, Lord, for Thou, O Lord, art glorious, and I need this praise to be praised. My heart is pure and holy in Thy sight, as I worship You with all of my might. Yo te adoro, Señor. Estamos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Luôn con thờ cha với hết lên lực con, chúng ta thánh công vinh lời danh Chúa. Luôn con thờ cha với hết lên lực con, những lời con chúng ta công vinh ngài. Vì Chúa vì đại Chúa hiền bên thành, và thần Chúa xứng đáng mọi chúng ta. Vì lòng con trong sạch thánh khi thấy một ngày, thờ vua Chúa với hết ta tạm bình con. Vì Chúa vì đại Chúa bên này, và rằng Chúa xứng đáng mọi chúng ta. Nguyện lòng con trong sạch thánh khiêm như một ngày, và vui Chúa với hết ta ta muốn ủng hộ Chúa. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, and I thank Chúa. Amen. I am going to stand right there where you're at this morning. Why don't you just thank God? Dale gracias a Dios. Chúng ta hãy bắt đầu trong buổi sáng này bởi bằng sự ngợi khen Chúa và cảm ơn Ngài. Este es el día que ha hecho el Señor. Le alabaré y me gozaré en él. This is the day that the Lord has made. Và ngày hôm nay là một ngày mới mà Chúa Ngài đã sáng tạo. And I will worship Him. Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài và chúng ta sẽ thờ phượng Ngài. You know, at the end of the day, al fin del día, God is always good. Dios siempre es bueno.
chúng ta biết rằng cứ mỗi một ngày Chúa của chúng ta Ngài là đấng tốt lành. And there are times, sometimes that we face difficulties in life. Và đôi lúc chúng ta đối diện với một số những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Hay momentos, hay tiempos en que enfrentamos dificultades en la vida. And we are human. Nosotros somos humanos. Chúng ta chỉ vẫn là những con người. We feel it physically. Lo sentimos. We feel the pressure of circumstances physically. We feel it emotionally. And we feel it spiritually. Bởi vì chúng ta là những con người giới hạn, cho nên đôi lúc chúng ta cũng có thể những cảm nhận những cái áp lực ở trong thân thể chúng ta, tâm linh của chúng ta. Sentimos las presiones de las circunstancias físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y Dios lo entiende. God understands it all. Nhưng mà Chúa Ngài biết hết tất cả mọi điều. That's why when we go through trials and difficulties and situations that we don't understand, it's important to come to God. Và khi mà chúng ta đang đối diện với những hoàn cảnh mà chúng ta không biết đó, không hiểu đó, chúng ta hãy đến cùng với Chúa. Es por eso cuando enfrentamos dificultades, persecuciones en la vida, que vengamos a Dios. So right now, right here where we are, God is here. Và hãy biết rằng ở tại nơi này, Chúa Ngài đang hiện diện ở tại nơi này. Aquí en este lugar en donde estamos, Dios está aquí. He's here right now. Él está aquí ahorita. So whatever it is that you're going through right now, so lo que estés pasando ahorita, và bất cứ những điều gì mà quý vị đang trải qua, we're gonna take a minute before we get into the word. Vamos a tomar un minuto antes que entremos a la palabra del Señor para entregar nuestras cargas al Señor, to give our burdens to the Lord. Chúng ta hãy dành một ít phút để chúng ta có thể dâng tất cả những gánh nặng đó cho Đức Chúa Trời. ¿Puedes hacer esto en esta mañana? Are you willing, estás dispuesto a darle a Dios tus cargas, to give God your burdens? Quý vị có sẵn sàng để dâng tất cả những gánh nặng của mình cho Đức Chúa Trời hay không? We're gonna do that right now, right there where we're at, in those stars. Bây giờ chúng ta hãy dành thời gian này chúng ta để dâng những gánh nặng đó cho Chúa. Tell God, dile a Dios todas tus cargas, all your burdens. Hãy nói với Chúa tất cả những điều mà làm lòng chúng ta nặng nề. All your worries, todas tus preocupaciones. Tất cả những sự lo lắng của chúng ta hãy nói với Chúa. All your needs, todas tus necesidades. He is not unaware, he is very aware of your needs. No está desinformado, él está bien informado de tus circunstancias. Biết những nhu cầu của chúng ta. So right now, ahorita, give it to God. Dáselo a Dios. Hãy dâng cho Chúa những nhu cầu đó. Give it to God. Dáselo a Dios. Hãy dâng cho Chúa. He cares for you. Él tiene cuidado por ti. Bởi vì Ngài quan tâm cho mỗi đời sống của chúng ta. Padre, en esta mañana, dear Heavenly Father, this morning, lạy Cha Thiên Thượng, we come before you. Buổi sáng này chúng con đến trước mặt Ngài. The presence of your Spirit, en la presencia de tu Espíritu, oh Dios. Và chúng con bước vào trong sự hiện diện của Ngài. And we give you our burdens. Te entregamos nuestras cargas. Và chúng con dâng cho Chúa tất cả những gánh nặng của chúng con. Te entregamos nuestras necesidades. We give you our needs. Dâng cho Chúa tất cả những nhu cầu của chúng con. We come to you with our problems. Venimos a ti con nuestros problemas. Và chúng con đến với Ngài và trình bày những nan đề của chúng con cho Chúa. We come to you with our sorrows. Te venimos a ti con nuestras trình bày cho Chúa tất cả những sự đau đớn của chúng con. Y no sabemos cómo. We don't know how, but we're going to trust you today. Vamos a confiar en ti ahora. Chúng con đến để cầu khẩn Ngài. That whatever comes, lo que venga, you are strengthening our lives today. Xin Chúa Ngài thêm sức cho mỗi đời sống con. Dù nos está dando la fortaleza necesaria ahora para pasar a través, to go through the trial, to go through the waters, to go through the difficulties, para pasar a través de để chúng con có thể vượt qua những trở ngại, những khó khăn trên cuộc đời của chúng con. Thank you God, gracias Dios. Chúa chúng con cảm ơn Ngài. For you are here, estás aquí. Cảm ơn Ngài đã hiện diện ở tại nơi đây. I'm not alone, no estoy solo. Và chúng con không cô đơn, không đơn độc. I invite you, Holy Spirit. Con xin mời Thánh Linh của Ngài. Espíritu Santo, lléname, fill me. Ngài đầy dẫy chính đời sống của con. Fortalece me, strengthen me. Ngài thêm sức cho chúng con. Fill me, lléname. Ngài đầy dẫy con. Let
help me to see you. Và giúp đỡ con để con có thể thấy Ngài. In this moment of my life. Ở trong tất cả những giây phút cuộc đời con. En este momento de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, in Jesus' name. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. We thank you, Father. Con cảm ơn Ngài. Pedimos estas cosas y te damos gracias, oh Padre. Amen. Amen. Y amen. Amen. We're going to give the Lord a hand clap of praise. Amen. Amen. Dios es bueno. God is good. Amen. Chúa trời của chúng ta là đấng tốt lành. You may be seated. Pueden tomar su lugar. Thank you. Thank you, guys. Gracias. Xin cảm ơn Pastor Phước. Before we get into the word, antes que entremos a la palabra del Señor esta mañana, I just want to thank you. Quiero darles gracias. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you for the privilege. Gracias por el privilegio que nos dan para servirles a usted y su familia. Cảm ơn quý vị cho chúng ta có những cơ hội để phục vụ quý vị. Thank you for the privilege of giving us the opportunity to serve you and your family. Và cảm ơn Chúa cho những cơ hội để phục vụ quý vị và gia đình quý vị nữa. We pray for you. Oramos por ustedes. Và chúng tôi you sẽ tiếp that tục... are here and everybody that comes through here. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho quý vị, những người ở tại nơi đây usted, hay là ở phía kia. Que están aquí, todos los que pasan a través de ti. Y todo lo que tenemos, everything that God has given us, we give, lo damos. Và những gì mà Chúa ban cho chúng tôi cũng muốn ban so lại cho quý vị. You will be blessed. Lo damos para que tú seas, ustedes y su familia sean bendecidos. Và để mỗi đời sống của chúng ta cũng nhận được sự phước hạnh từ nơi Chúa. Amen. We give it so that you and your family will be blessed. Để mỗi gia đình của chúng ta cũng nhận được sự phước hạnh đó. You know, there are times in life, hay momentos en la vida que pasamos dificultades. We go through trials. Có những lúc trên cuộc đời chúng ta đang trải qua những sự khó khăn. Pruebas, dificultades. There's in the Old Testament, in el Antiguo Testamento, there is a prophet, hay un profeta, whose name was Elijah, cuyo nombre era Elías. Và trong sách Cựu Ước có một cái tên, một tiên tri tên là Eli. And before we had the full Bible, they had the Old Testament. Và trước khi mà chúng ta có nguyên cả Kinh Thánh này, thì lúc bây giờ cũng đã có Cựu Ước. Antes que tuviéramos la Biblia completa, todo lo que tenían era la ley y el Antiguo Testamento. And God revealed himself through the law, through the prophets. Dios se revelaba a través la ley y a través de los profetas. Và lúc bây giờ Đức Chúa Trời thường bày tỏ chính với Ngài thông qua các tiên tri của Ngài. And Elijah lived during a time when it was difficult to follow God. Và lúc bây giờ tiên tri Eli đang sống ở trong một thời điểm đó là rất là khó để có thể theo Đức Chúa Trời. Y Elías vivía en un tiempo en donde era difícil servir o seguir a Dios. But God told Elijah that he needed to stand up and he needed to speak his word to the world in which he was living in. Và Đức Chúa Trời đã kêu gọi tiên tri Eli đã đứng lên và công bố lời của Ngài cho mọi người lúc bây giờ. Pero Dios le dijo a Elías, es necesario que tú hables y proclames mi palabra en la cultura en que tú estás viviendo. And so Elijah did this. Él lo hizo and he did it diligently. Lo hizo con diligencia. Và tiên tri Eli, ông đã hết lòng và sẵn sàng kiên trì để công bố lời của Chúa. He proclaimed God's will in his time. Và ông đã công bố ý muốn của Đức Trời ở trong thời điểm của ông. Él proclamó la voluntad de Dios en su tiempo. It's necessary for us, no matter what the world is going through and no matter what we see, to proclaim God's word in our time. Và dù thế gian đang xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa, chúng ta hãy tiếp tục công bố lời của Chúa cho thời điểm của chúng ta. Es importante que en este tiempo proclamemos la palabra del Señor en nuestro tiempo. Because history changes. How many of you guys know that history changes? ¿Cuántos sabes, ustedes saben que la historia cambia? Chúng ta biết rằng lịch sử thế giới luôn luôn có những sự thay đổi và biến động. How many of you guys know that world leaders change also? ¿Cuántos ustedes saben? Và ngay cả những lãnh đạo của thế giới cũng thay đổi nữa. Mundiales cambian también. Tiempos cambian, times change. Và thời điểm, thời gian cũng thay đổi. But God never changes. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng bao giờ thay đổi. Nunca cambia. What God has said, He
is going to do, he will do. Lo que Dios ha dicho que él va a hacer, lo va a hacer. Và bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời ngài đã phán, ngài sẽ thực hiện những điều đó. So it doesn't matter what happens in the world, no importa lo que pasa en el mundo. Cho nên dù bất cứ những điều gì đang xảy ra ở trong thế giới này. What we need to understand today, lo que tenemos que entender ahora. Mà ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận biết rằng is that God will not change, que Dios no va a cambiar. Đức Chúa Trời của chúng ta ngài không bao giờ thay đổi. So God had told Elijah, Dios le dijo a Elías, stand up and proclaim my word in your day. Và ngài đã phán cùng với tiên tri Eli đó là hãy đứng lên và công bố lời của ngài cho thế hệ của ông. My word in your day. Ponte de pie. Và cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ công bố lời của Chúa cho thế hệ của chúng ta. En tu tiempo. This is our day. Đây là thời điểm của chúng ta. This is the time in which we are living. Đây là cái thế hệ mà chúng ta đang sống. And God wants us to proclaim his word. Và Đức Chúa ngài muốn chúng ta hãy công bố lời của ngài cho thế hệ to ourselves first. Cho mỗi đời sống của chúng ta nữa. Nosotros primero, su palabra nosotros primero. Secondly, his word to our family. Và công bố lời của ngài không chỉ cho chúng ta nữa mà cho cả gia đình của chúng ta nữa. Su palabra nuestra familia. Amen. And thirdly, his word to the world. Và công bố lời của ngài cho cả thế giới nữa. Y en tercer lugar, su palabra al mundo. So Elijah did this. Él hizo esto. He did this. And there came a point that the king and the culture did not want to hear him anymore. Và khi mà tiên tri Eli đang công bố lời của Chúa thì trong thời điểm đó có vua và những người ở trong thế giới đó họ không muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Llegó el tiempo y el momento en donde el rey y la cultura ya no querían oír a Elías. To the point that the king said, we need to eliminate Elijah. Và cho đến một thời điểm đó là vì vua đã quyết định rằng đó là sẽ tiêu diệt tiên tri Eli. Hasta el grado que el rey dijo, tenemos que eliminar a Elías. Tenemos que eliminarlo. We need to eliminate him. In other words, what he was saying is that we need to kill Elijah. En otras palabras, lo que él está diciendo es que tenemos que matar a Elías. Đó là vì vua muốn giết hại tiên tri Eli. So when Elijah heard that the king was coming for him, khi mà tiên tri Eli nghe cái điều đó, cuando Elías oyó que el rey venía por él, he ran. Thì ông bắt đầu chạy trốn. Like many of us would run too. Como muchos de nosotros huiríamos también. Cũng giống như mỗi đời sống chúng ta, nhiều khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn, chúng ta cũng chạy trốn. And he went to hide. He fue a esconderse. Và sau đó thì ông đã trốn. And he, in that moment of hiding and running, và trong thời điểm mà ông đang trốn và chạy trốn đó, y en ese momento de huir y correr, él le reclamó a Dios. He began to complain to God. Và ông bắt đầu than phiền cùng với Chúa. How many guys have ever complained to God? Có bao nhiêu người trong vòng chúng ta đã từng than phiền? Amen. Los que son honestos, those of you that are honest, you say, I've complained to God. Yo le he quejado con Dios. Chắc chắn rằng nhiều lúc chúng ta cũng đã than phiền cùng với Chúa. So he began to complain to God. Và cũng vậy, tiên tri Eli, ông đã than phiền cùng với Chúa. In 1 Kings 19:10, và trong sách các vua nhất đoạn 19, en Primera de Reyes 19:10, Elijah tells God, Elías le dice a Dios, he tells God, God, I am the only one left. Và ông đã cùng ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tôi là người cuối cùng. Él le dijo a Dios, Dios, yo soy el único que queda. I'm the only one. There's nobody else. No hay otro. No hay nadie más. I'm the only one. Yo soy el único. Ông nói rằng, Chúa ơi, chỉ có còn một mình tôi mà thôi, không còn ai nữa. Have you ever felt like all of life's problems, like they were only your problems? Chúng ta có bao giờ cảm nhận nó dường như những cái vấn đề trong thế gian này nó chỉ có xảy ra đến với chúng ta mà thôi? Nunca se han sentido que todos los problemas que están sucediendo, que solamente eres tú el único que estás pasando ese problema? That's the way Elijah felt. Así se sentía Elías. Và đó là lúc mà tiên tri Eli ông cũng đã cảm nhận như vậy đó. He felt like he was the only one. Ông cảm nhận rằng ông là người duy nhất đang đối diện với những nan đề trong cuộc đời của mình. Él era el único que estaba pasando el problema, that he was the only one that was going through that moment. Ông là người đang trải qua những nan đề khó khăn trong đời sống của mình. Everybody goes through moments in life. Và mỗi đời sống chúng ta đều trải qua những giây phút như vậy trong cuộc đời của chúng ta. Todos pasamos momentos en la vida. You know, behind somebody's smile, atrás de la sonrisa de alguien, there can be a tremendous burden and a hurt. Đôi lúc chúng ta thấy nhiều người họ cười, nhưng mà chúng ta không nhận biết được là họ có những sự thương tổn ở trong chính đời sống của họ. Puede detrás de la sonrisa puede haber un dolor, un problema,
una situación. Behind your boss's title at work, atrás del título de tu jefe en el trabajo, puede haber un gran problema. There can be a great problem that he's dealing with, that they're dealing with, que ellos están bregando, tratando con ellos. Phía sau tất cả những địa vị, danh vọng ở trong thế giới này, dường như nó có những nan đề mà những người đó đang đối diện. Dr. Martin Luther King Jr., one of the heroes of the civil rights movement of the 60s and 70s. Và quý vị cũng đã từng biết với tiến sĩ Martin Luther King Jr. Ông cũng là một trong những người đó là rất là nổi tiếng. El Dr. Martin Luther King Jr. dijo, todos nosotros hemos llegado en diferentes barcos, pero ahora todos estamos en el mismo. He said that he told the he's quoted as saying, we may have all arrived on different ships, but we're all in the same boat now. Và ông nói rằng có lẽ chúng ta có thể đang ngồi, có lẽ chúng ta đang trải qua tất cả những cái con thuyền khác nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ngồi trong một con thuyền. The Apostle Paul in 1 Corinthians 10, 12 to 13, el Apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10, versos 12 al 13, he said, no test or temptation is beyond the course of what others have had to face. Và sứ đồ Phaolô ở trong Corinto nhất đoạn 10 cũng nói rằng chúng ta đang trải qua tất cả những sự cám dỗ, những sự khó khăn. All you need to remember is that God will never let you down. Nhưng mà điều chúng ta cần nhận biết rằng đó là Đức Chúa Trời Ngài sẽ chẳng làm cho chúng ta thất vọng. He will never let you allow through a trial that you cannot overcome. Ngài sẽ chẳng để chúng ta trải qua những sự thử thách khó quá và lớn quá, lớn hơn tất cả những điều mà chúng ta có thể chịu đựng. En 1 de Corintios 10, 12 al 13, el apóstol Pablo dijo, no se ha sobrevenido una carga o una prueba la cual no se le ha venido sobre algún hombre, pero Dios es fiel que con cada tentación y problema Él proveerá una salida. How many of you are thankful that God's going to open a door? Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài mở cửa trong mỗi đời sống chúng ta. God is not going to leave you alone. Dios no te va a dejar solo. Ngài sẽ không để chúng ta một mình cô đơn bởi vì những sự cám dỗ đến cho chúng ta chẳng có sự nào quá sức cho loài người của chúng ta. There's something we need to understand this morning. Algo que tenemos que entender esta mañana. Và buổi sáng này có điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. And that is that before every crown, there is a cross. Đó là bất cứ khi mà chúng ta nhận được những sự vinh hiển nào, đều ở phía sau nó đều có những thập tự giá mà chúng ta cần phải vác. Tenemos que entender que antes de cada corona viene una cruz. John Bunyan, who wrote a book, and many of us that have been in the faith a long time have heard it. It's called Pilgrim's Progress. Và John Bunyan, ông đã viết một cái quyển sách đó là những người hành hương ở trong trong chuyến đi của mình. John Bunyan escribió un libro que se llama El Progreso del Peregrino y lo escribió muchos años atrás, pero cuando él lo escribió de una cárcel. But when he wrote Pilgrim's Progress, he wrote it from a jail cell. Và khi mà ông viết cái quyển sách này thì lúc bây giờ ông đang ở trong chốn ngục tù. Much like the Apostle Paul, como el Apostle Pablo, he wrote the book of Ephesians in prison. Cũng giống như sứ đồ Phaolô, khi mà ông viết sách Efeso thì lúc bây giờ ông cũng đang ở trong el Apostle Pablo tù lao. Escribió el libro de Efesos en la cárcel. Escribió la carta a los Filipenses en la cárcel. He wrote the book of Philippians in jail. Hay là viết sách Philip khi mà ông đang ở trong tù. He wrote the book of Colossians in jail. Hay là viết sách Colossae khi ông đang ở trong tù. Escribió el libro de Colosenses de la cárcel. Florence Nightingale. How many have heard of Florence Nightingale? ¿Cuántos han oído de Florence Nightingale? Florence Nightingale she's a beautiful singer. Và có lẽ quý vị cũng đã nghe đến một cái ca sĩ đó là Florence Nightingale. Es una cantante Florence Nightingale impresionante. And she wrote some of her most beautiful music through the trials of her life. Và đa số những cái bài hát mà cô đã sáng tác là những bài hát mà cô đã phải trải qua những sự khó khăn nhất trên cuộc đời của mình. Louis Pasteur. How many of you have heard of Louis Pasteur? Yeah. Louis Pasteur era un científico francés. He was a French scientist. Ông là một nhà khoa học gia người Pháp. And he found the connection between diseases and he found out ways to be able to
bring antibiotics and the defense system of the body to help fight disease. Ông là người đã sáng chế ra và khám phá ra được tất cả những cái thuốc trụ sinh để có thể giúp đỡ cho thân thể của chúng ta. But he was, as he came across these discoveries, en cuanto Louis Pasteur llegó con estos descubrimientos científicos, he himself was fighting with sickness. Và chính đời sống của ông ta cũng phải đối diện với nhiều sự bệnh tật khi mà ông đang khám phá ra những cái phương thuốc trụ sinh đó. Él también estaba pasando por enfermedad en su propio cuerpo. So we're not unique. No somos únicos. Many people have gone through trials and difficulties that we face in life. Và mỗi đời sống chúng ta đều trải qua những sự khó khăn, những cái sự trải nghiệm trên đời sống của chúng ta. Muchas personas han pasado por pruebas y dificultades que nosotros estamos enfrentando en la vida. In Matthew chapter 26, en Mateo capítulo 26, verses 36 through 39, versos 36 al 39. Ở trong sách Matthew đoạn 26, Jesus is getting ready to go to the cross. El Señor se está preparando para ir a la cruz. Và lúc bây giờ Chúa Giêsu đang chuẩn bị đóng đinh ở trên thập tự giá. You know, God is so good, Dios es tan bueno, that He sent a payment in His Son Jesus Christ, Emmanuel, God with us, to pay for our sins. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đã sai phái con của Ngài, đó là Chúa Jesus Christ, đến để trả giá cái tội lỗi cho mỗi đời sống của chúng ta. Es tan bueno que Dios envió un pago eterno por nuestros pecados en la persona de su hijo amado Cristo Jesús. How many of you guys like your bills being paid? Ai trong vòng chúng ta thích là những cái hóa đơn của chúng ta được người khác giúp chúng ta trả? Amen. ¿Cuántos de ustedes les gustan que le paguen sus facturas, sus deudas? We all do. Dĩ nhiên là chúng ta muốn những người khác giúp chúng ta trả những cái hóa đơn của mình. If somebody comes up to you and says, "Hey, I'm going to take care of your car payment this month," no, how many of you are going to tell them, "Heck no, don't pay my car. I want to pay my car." Nếu ai một người nào đó đến với chúng ta nói rằng tháng này tôi sẽ trả tiền xe cho quý vị nói, "Oh, không, tôi muốn tự trả." Có ai trong vòng chúng ta làm như vậy không? Si alguien me les viene y les dice, "Hey, voy a pagar el pago de tu carro este mes," ¿cuántos de ustedes le van a decir, "Oye, no pagues mi carro, yo quiero pagar mi carro"? No, nobody will say, "Hey, go right ahead, please pay for my car." Chắc chắn là chúng ta sẽ rất là vui mừng nói, "Oh, xin anh cứ tiếp tục tự động trả đi." Vamos a decirle, "Oh, bienvenido, paga por mi carro este mes, por favor. Gracias." Và chúng ta cảm ơn người đó. Dios envió un pago por nosotros en el cuerpo y la persona de su hijo amado Cristo Jesús. God sent a payment for us for our sins in the person of the embodiment of who He is, Jesus Christ, our Lord and Savior. Đúng vậy, chính Đức Chúa Trời Ngài đã trả giá cho mỗi đời sống ta thông qua con của Ngài, đó là Chúa Jesus Christ. A lot of religions talk about Jesus. Và nhiều tôn giáo đã nói về Chúa Jesus. Muchas religiones hablan de Jesucristo. But Jesus Christ is God. Và chính Chúa Jesus, Ngài là Đức Chúa Trời. That's the distinction of Christianity. Và đó là cái sự khác biệt của Cơ Đốc giáo với những tôn giáo khác. Cristo Jesús es Dios. Esa es la distinción de la cristiandad. Jesus never denied. He never denied that he was God. He accepted worship. Và Ngài chẳng bao giờ từ khước cái Jesus sự thật đó là Ngài nunca là Đức Chúa negó que él era Dios. Él recibía adoración. He received and he also forgave sins. Él también perdonaba pecados. Và Ngài nhận tất cả những sự thờ phượng Ngài cũng như Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi. There's a story of a paralytic man. Hay una historia del hombre paralítico en el Nuevo Testamento, en el New Testament. Ở trong sách Tân Ước thì nói đến một câu chuyện của một người què. This man could not walk. Este hombre no podía caminar. Người này bị què, cho nên không thể nào đi được. Y él tenía cuatro buenos amigos. He had four good friends. Và người này bị bại liệt và người này có bốn cái người bạn tốt của mình. And his four good friends took him to Jesus. Và bốn người bạn này đã khiến Amen. Ông đến cùng với Chúa Giêsu. Y sus cuatro buenos amigos lo llevaron a Jesucristo. And Jesus made the difference in the man's life. Y Jesús hizo la diferencia en la vida del hombre. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã đem đến sự thay đổi cho chính and người bại liệt này. And when Jesus made the difference in that man's life, Jesus will make a difference in your life. Nếu mà Ngài có thể làm những sự thay đổi trên đời sống của người bại liệt đó, Ngài cũng có thể làm điều đó trong mỗi chúng ta. Y en la misma manera que Cristo hizo la diferencia en su vida, él hará la diferencia en tu vida. Yeah. So they brought this man in. That's right.
Cho nên họ, những người bạn này đã đem những người bại liệt này đến cùng với Chúa Giêsu. So they brought this man, trajeron a este hombre, and Jesus saw him, y el Señor lo miró. And Jesus looked at the man, el Señor miró al hombre. Và Chúa Giêsu nhìn thấy người bại liệt đó và nhìn vào ông. And Jesus told the man, el Señor le dijo al hombre. Và chính Chúa Giêsu ngài đã phán cùng với người bại liệt này. Él le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. He said, son, your sins are forgiven you. Ngài đã phán rằng, con, hỡi con, tội của con đã được tha. Who can forgive sins? ¿Quién puede perdonar pecados? Ai là đấng có thể tha thứ tội lỗi? Dios. Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Only God. Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. But he said, pero dijo, pero para que ustedes sepan que yo tengo poder, but he told them, so that you may know that I have power to forgive sins, para perdonar pecados. Và chính Chúa ngài đã phán rằng đó để các ngươi biết rằng ta có quyền để tha thứ tội lỗi. Le dijo al hombre, he told the man, get up and walk. Và Chúa Giêsu đã phán cùng với người bại liệt đó là hãy đứng lên. Ponte de pie y camina. And what did the man do? ¿Qué es el hombre? Se puso de pie y caminó. The man rose up and he started walking. Why? ¿Por qué? Và ngay lập tức người đó, người bị bại liệt đó đứng lên và bắt đầu đi. Why? ¿Por qué? Lý do tại sao? Because Jesus wanted to show not only that he had power to heal, but more importantly, that he had the power to forgive the sins of humanity. That's the point. Bởi vì Chúa Giêsu ngài muốn chứng minh rằng ngài không chỉ có quyền để chữa lành mà thôi, nhưng mà ngài cũng có quyền để cứu lỗi, tha thứ những tội lỗi của nhân loại. That's the point. Ese es el punto. That Jesus forgives sins. Que Jesús perdona el pecado. Amen. Và đó là điểm mà Chúa Giêsu ngài muốn nhấn mạnh, đó là ngài có quyền đã tha thứ những tội lỗi. So in Matthew 26, Matthew 26, Jesus is getting ready to go through the cross. Ở trong sách Matthew đoạn 26 thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đang đi trên con đường đến thập giá. He's going to go to the cross. Él va a ir a la cruz. Ngài đang trải qua con đường đó. To pay for our sins, para pagar por nuestros pecados. Để trả giá tất cả những tội lỗi cho mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Amen. So in verses 36 through 39. In versos 36 al 39, I'm going to read it. Just go ahead and read in Vietnamese. And then Jesus came to them to a place called Gethsemane. And he told his disciples, sit down here. I'm going to go over there and I'm going to pray. What's Jesus going to do? ¿Qué va a hacer el Señor? He's going to pray. Va a orar. And verse 37, and he took Peter, James, and John, and he began to feel sorrowful in soul in a great manner. Then Jesus told them, my soul is highly perplexed to the point of death. Stay here and pray with me. And then he went a little further. He got on his knees and he began to pray, saying, dear Father, if it is possible, let this cup pass by me, but let not my will, but let your will be done. Ở trong sách Matthew đoạn 26 từ câu 36 đến câu 39 chép rằng, rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng, hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, xong không theo ý muốn của con mà theo ý muốn của cha. Entonces Jesús llegó a ellos en un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy a ir a orar. Y tomando a Pedro y los otros dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecirse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Jesus was going through a sad time. Chúa Giêsu ngài đã trải qua một cái thời điểm rất el là Señor buồn não. Estaba pasando un tiempo triste y difícil. It was so difficult, era tan difícil, that in these verses, que en esos versos, él dice, he says, my soul is afflicted to the point of dying. Và ngài đang trải qua một thời điểm rất là khó khăn mà chính ngài đã phán rằng linh hồn ta buồn bực cho That's đến chết, sầu não cho đến chết. Eso es difícil. He was so pressured by what he was about to go through
that he said, I feel like dying. Và Ngài đang trải qua những sự áp lực rất là lớn để trả giá cho mỗi đời sống chúng ta cho đến thời điểm mà Ngài cảm nhận sự chết. Él estaba tan presionado en la situación que él decía, me siento como al punto que voy a morir. Kind of like Elijah, como Elías. You know, Elijah said, God, I did your will and they're trying to kill me. Él dijo, hice tu voluntad y están tratando de matarme. Và tiên tri Eli cũng đã trải qua giai đoạn như vậy. Chúa ơi, con thực hiện ý muốn của Ngài, nhưng mà bây giờ họ muốn tìm để hủy diệt con. He felt alone, se sentía solo. Ông cảm thấy cô đơn và cô độc. To the point that he said, al punto que él dijo, yo soy el único, I'm the only one. Nobody else is going through what I'm going through. Nadie más está pasando lo que yo estoy pasando. Và ông nói rằng chỉ còn lại một mình con là người thờ phượng Ngài, không còn ai cả. Have you ever felt like you're the only one? Có một đời sống chúng ta có bao giờ chúng ta trải qua những kinh nghiệm đó là chúng ta cảm thấy mình cô đơn như vậy không? ¿Te has sentido que tú eres el único en tu familia, the only one in your family? Chỉ là người duy nhất ở trong gia đình. The only one at your work, el único en tu trabajo. Là người duy nhất phải làm việc. The only one at school, el único en la escuela. Là người duy nhất phải đi học. That's how Elijah felt. Así se sentía. He felt alone. Se sentía solo. Và tiên tri Eli cũng đã cảm nhận như vậy trong sự cô độc của mình. Cô đơn Jesus của mình. Feels alone. Và Chúa Giêsu Ngài cũng cảm thấy cô đơn như vậy. El Señor se siente solo. He's about to go to the cross and he feels alone. Và Ngài đang đối diện với thập tự giá. Está al punto de ir a la cruz y se siente solo. What does Jesus do in order to get through that moment of isolation? Và trong những lúc mà Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn, cô độc như vậy thì Chúa Giêsu Ngài đã làm điều gì? ¿Qué es lo que el Señor hace para pasar ese momento de soledad? He does three things. Él hace tres cosas. Và ba điều mà Chúa Giêsu Ngài đã làm ở trong cái phần đoạn kinh thánh này. The first thing he does is he prayed. Điều thứ nhất đó là Ngài cầu nguyện. En el verso 38 y 39, verses 38 and 39, he said, my soul is sad, mi alma está triste, and because my soul is sad, y a causa que mi alma está triste, voy a ir a la pachanga. Right? Yeah. I'm going to go to the party, right? Is that what he said? I feel sad, I'm going to go party. Khi mà chúng ta buồn bã thì chúng ta làm gì? Có lẽ là nhiều người chúng ta đi đến party đúng không? I feel sad, so I'm gonna go buy something. Tôi buồn lắm cho nên tôi phải đi mua cái gì đó, đi mua sắm. Me siento triste, voy a tener que ir a comprar algo. Is that what he said? Es lo que dijo. Có phải đó là điều mà được chép ở tại nơi đây không ạ? He didn't. Không he phải said, như vậy. My soul feels sad, mi alma se siente triste, I'm gonna go pray. Và Ngài nói rằng lòng của Ngài buồn bã cho nên Ngài đi đến triste, trong sự cầu nguyện. Voy a ir a orar. Voy a conectarme con mi Padre Celestial. I'm going to connect with my Heavenly Father. I'm going to connect with God Almighty. Voy a conectar con Dios Omnipotente. Và trong những thời điểm khó khăn như vậy, mỗi đời sống chúng ta hãy đến tương giao cùng với Đức Chúa Trời, nói chuyện cùng Đức Chúa Trời, bày tỏ tấm lòng của chúng ta cùng với Đức Chúa Trời. He began to pray. Él empezó a orar. Cũng giống như chính như Chúa Giêsu Ngài đã đến ở trong sự cầu nguyện. In the book of Acts and the libro de los Hechos, the apostles declared there's only one name given unto men which men must call upon. Và trong sách Công Vụ đã chép rằng chỉ có một danh mà nhờ vào danh đó mà chúng ta được cứu, đó là danh. En el libro de los Hechos, los apóstoles declararon, hay un nombre dado a los hombres, given to men, what men? All men. Chỉ có All men. Đã được ban cho tất cả loài người, con người. Hay un nombre dado a todos los hombres, mexicanos, asiáticos, musulmanes, chinos, rusos, one name given to Hispanics, to Asians, to South Africans, given to Russian, given to Chinese, one name, un nombre, and that name, y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús, it's the name of Jesus. Và chỉ có một danh đã được ban cho tất cả những người Mẹ Tây Cơ hay là người Châu Phi hay là người Á Châu, và danh đó là danh gì? Đó là danh của Chúa Giêsu. No hay otro nombre, there is no other name. Chẳng có danh nào khác có thể ban cho sự cứu rỗi. Other name. Chẳng có danh nào khác có thể ban cho sự cứu rỗi. You want God? Quieres Dios? You want God? Call on the name of Jesus. Và nếu như chúng ta muốn đến cùng Đức Chúa Trời, hãy kêu gọi danh của Ngài, đó là danh của Chúa Giêsu. Clama al nombre de Cristo Jesús. Y sabes quién va a venir y no es going to show up? God's going to show up in your living room. Và khi mà quý vị kêu gọi với danh của Chúa Giêsu thì chính Chúa Đức Chúa Ngài thăng hiện diện với mỗi đời sống của mình ở trong nhà quý vị. A tu sala. Amen. Amen. He was feeling sad. Se sentía triste.
He felt like dying. Ngay cả Chúa Giêsu cảm thấy là buồn bã. You know when you feel like dying, you're feeling pretty low. Khi mà chúng ta đang trong những giây phút mà chúng ta muốn chết đó là chúng ta cảm thấy rất là buồn bã. Tú sabes que si tú te sientes como morir, te estás sintiendo bastante bajo. Đó là những giây điểm mà thấp nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Que mi mundo va a desaparecer. I feel like my world is gonna disappear. I'm feeling sad to the point of dying. Đó là những lúc mà chúng ta cảm thấy dường như cái thế giới này đã tan rã và chúng ta muốn chết. Me estoy sintiendo mal, triste hasta el punto de la muerte. What did he do? ¿Qué hizo? He began to pray. Và giống như Chúa Giêsu đã làm điều gì? Đó là Ngài đã đến ở trong sự cầu nguyện. He began to pray. Ngài bắt đầu cầu nguyện. Begin to pray. Ngài bắt đầu cầu nguyện. Begin to pray. Ngài bắt đầu cầu nguyện. Talk to God. Hãy nói cùng với Đức Chúa Trời. Habla con Dios. In the name of Christ Jesus, in Jesus' name. Và hãy kêu cầu Ngài trong danh của Chúa Giêsu Christ. Second thing he did. Segunda cosa que hizo. Và điều thứ hai mà Ngài làm ở lại tại nơi đây. He surrounded him with himself with friends. Và lúc bây giờ Ngài ở cùng với những người bạn của Ngài. Se rodeó con amigos, friends that were gonna go with him to pray. Và những người bạn có thể cùng đồng hành với Ngài ở trong sự cầu nguyện. Se rodeó con amigos que lo iban a llevar a Dios en la oración. Where do your friends take you? Donde te llevan tus amigos? Ngày hôm nay những người bạn chúng ta đưa chúng ta đi vào nơi nào quý vị? My grandmother would say, "Tell me who your friends are, and I'm gonna tell you who you are." Và bà nội tôi thường nói rằng đó là hãy nói cho bà nội biết bạn của con là như thế nào thì bà nội có thể cho con biết con sẽ là người như thế nào. Mi abuela me decía, "Dime quién son tus amigos y te voy a decir quién eres tú." Amen. Jesus took friends with him to go to God in prayer. Và Chúa Giêsu Ngài đã cùng với những môn đồ của mình đã đến cùng Đức Chúa Trời ở trong sự cầu nguyện. La compañía que llevamos, the company that we carry in our lives, is the quality of connection we're going to have. Es la calidad de conexión que vamos a tener. The company we carry, it will often determine the quality of our connection with God. Những cái người bạn mà chúng ta đồng hành với chúng ta nó có thể quyết định những sometimes cái we tell our friends, mối quan hệ của chúng ta với Chúa như thế nào. Nuestros amigos, I'm going to go to church. You want to come with me? Voy a ir a la iglesia. ¿Quieres ir conmigo? Nếu chúng ta nói với những người bạn là tôi muốn đi hội thánh, bạn có đi cùng on tôi không? On a Friday night. vào tối thứ sáu. En un viernes por la tarde. And some of your friends are going to say, I don't want to go. You know, sus amigos van a decir, no quiero ir. You know why? ¿Sabes por qué? Porque ellos, they want to go to the quebraditas, right? They want to go to the tam 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 tam. Có những người bạn khi mà chúng ta nói với họ đi nhà thờ, họ nói không đi. Mà họ muốn đi đến cái vũ trường. Quieren ir, they want to go to the party. Quieren ir a la fiesta. Họ muốn đi party. They don't want to go to church. Họ không muốn đi đến với hội thánh. They don't want to go pray. Họ không muốn đi cầu nguyện. They don't want to talk to God. Họ không muốn nói tư giao. They don't want to worship God. Họ không muốn thờ phượng Ngài. They want to go party. Họ muốn party. Quieren ir a la fiesta, la parranda. Họ muốn đi các buổi tiệc. Jesus and his friends went to go talk to God the Father. Nhưng mà Chúa Giêsu cùng với những người bạn của mình hay là các môn đồ của mình đã đến cùng Đức Chúa. When you have needs, don't go to the world. Khi mà quý vị có những nhu cầu, đừng đi vào ở trong thế when gian. When you have needs, don't go to the world. Quý vị có những nhu cầu, đừng vào cuando ở trong thế gian. Cuando tienes necesidades, no vayas al mundo. Cuando tienes necesidades, vete a la iglesia. Amen. When you have needs, go to church. Khi mà quý vị có những nhu cầu, go hãy đến cùng với hội thánh. Đừng tìm kiếm thế gian. Look at somebody next to you and tell them, go to church. Hãy nói với người kế bên chúng ta đó, hãy đi vào, đi đến hội thánh. Dile a alguien tu lado, vete a la iglesia, ándale. Go to church. Hãy đến hội thánh. Jesus went to pray. El Señor fue a orar. Chúa Giêsu Ngài muốn cầu nguyện. He was feeling sad. Khi mà quý vị muốn cảm thấy buồn bã, cô đơn. He felt like dying. Se sentía triste. Muốn chết. Solo. Se sentía morir. What did he do? ¿Qué hizo? He prayed. Oró. Chính Chúa Giêsu Ngài đã đến trong sự cầu nguyện. He got around godly friends. Và Ngài có những người bạn. Amigos. Que iban a caminar con él. Para hablar con Dios. And the third thing is this. Y la tercera cosa es esta. And this, with this, we conclude. Con esto concluimos. And that is this, es esto. When the moment came, cuando el momento vino, khi mà những giây phút khó khăn xảy ra. In verse 46, and in verse 46, it says that Jesus got up. Và lúc bây giờ Chúa Giêsu Ngài đã đứng dậy. Jesus got up. Ngài đứng dậy. And he went to go face his enemies. Và Ngài đối diện với những kẻ thù của mình. El Señor se puso de pie y fue a enfrentar
sus enemigos. Your victories are never gonna come. I'm gonna say it again. Your victories are never gonna come until you face your enemies. Và những sự đắc thắng của chúng ta sẽ không đến với chúng ta nếu chúng ta không đối diện với kẻ thù của mình hay là nghịch cảnh của mình. Nunca van a venir hasta que tú enfrentes tus problemas. Hasta que tú enfrentes tus enemigos. Chúng ta cần phải đối diện với những nghịch cảnh hay là kẻ thù của chúng ta trước khi sự đắc thắng sẽ đến. Jesus said, "Let us rise up." Và Chúa Giêsu ngài cũng kêu gọi mỗi đời sống ta hãy trỗi dậy. Let us rise up. Hãy trỗi dậy. Let us come up. Chúng ta hãy đứng lên. Let us stand up. Chúng ta hãy đứng lên. Let us go forward. Chúng ta hãy tiến về phía trước. Because the time has come. Bởi vì thời điểm đã đến rồi. To face. Để đối diện. The challenge. Với những sự thách thức của chúng ta. Dejémonos ponernos de pie. Dejémonos pararnos. Dejémonos subirnos porque el reto ha llegado. There comes a time when faith becomes practical. Và đôi lúc có những lúc mà chúng ta thấy rằng đó là đức tin của chúng ta rất là thiết thực và cần thiết. Viene un tiempo en la vida en donde la fe se hace práctica. Joshua had to get up and he had to walk around Jericho. Và cũng vậy, chính Joshua và dân sự phải đứng lên để có thể đi vòng ở trong tường thành Jericho. Josué tuvo que ponerse de pie y marchar alrededor de Jericho. Something common, algo común. He said, go walk. God told him, go walk. Yo le dijo, vayan a caminar. Vayan a caminar. God told Moses, Dios le dijo a Moisés, take that staff. Toma esa vara que yo te he dado, the staff that I have given you, and go walk in front of Pharaoh. Và lúc bây giờ, ngay cả chính Chúa cũng đã phán cùng với Moses đó, hãy cầm cái gậy và đến cùng với Pharaoh. Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma esa vara, esa vara. That thing that you do, esa cosa que haces todos los días, every day to go take care of those sheep and goats, ir a cuidar esas ovejas y cabritos, toma esa vara, take that thing you do every day, toma esa cosa que haces todos los días, take that thing you do every day, toma esa cosa que tú haces todos los días y ve, preséntate a Faraón and go stand in front of Pharaoh. Và hãy dùng những điều mà các con đã thường dùng mỗi ngày để đến cùng với Faraón. Take it in front of Pharaoh. Llévalo delante de Faraón. Practical, practical. And God opened up the door. Dios abrió la puerta. Và rồi chính Đức Chúa Trời ngài sẽ mở ra những cánh cửa. You have to rise up. Và cũng vậy, chúng ta cần phải trỗi dậy. You have to rise up. Phải trỗi dậy. Don't feel sad. Đừng cảm thấy buồn bã. Don't stay where you are. No te quedes donde estás. Cũng chỉ đừng có ngồi phía đó một mình mà thôi. You may feel like dying. Quizás te sientes morir. Chúng ta đôi lúc chúng ta cảm thấy muốn chết. But get up. Nhưng mà hãy trỗi dậy. Ponte de pie, get up. Hãy trỗi dậy. Camina adelante, walk forward. Và hãy tiến về phía trước. There is no crown without a cross. Chúng ta sẽ chẳng có sự đắc thắng nếu như chúng ta không có những sự thất bại. No, cái khác là corona, chúng ta sẽ không có những vương miện nếu chúng ta không có thập tự giá. Cruz. No hay victoria, there's no victory without a battle, sin una batalla. Chúng ta sẽ không có những sự chiến thắng nếu như chúng ta không đối diện với những sự trận chiến của mình. There is no breakthrough, no hay ningún quebranto, no hay la habilidad de quebrar a través de una brecha sin tener que ir. You have to go. Nếu chúng ta sẽ không có những sự đột phá nếu chúng ta không tiến về phía trước. You have to face that thing. Chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh của mình. Esa cosa. This morning, esta mañana. Và buổi sáng này. I don't know where you are. Yo no sé dónde estás. Tôi không biết quý vị đang trải qua những vấn đề gì. But as we conclude, en cuanto concluyamos. Nhưng mà tôi kết luận với điều này. God is asking you to trust Him. Đức Chúa Trời ngài kêu cầu quý vị hãy trông cậy nơi ngài. Amen. Amen. Trust Him. Confía en él. Hãy trông cậy nơi ngài. And He's going to be with you. Và ngài sẽ ở cùng với quý vị. The cross for the disciples and everybody that was there looked like the end. Và dường như thập tự giá là cái điểm kết cục cho tất cả mọi người. La cruz para Cristo y todos los discípulos y todos los que estaban ahí parecía que era el fin. Hasta aquí llegamos. We just got, this is it. This is as far as we got. Hasta aquí llegamos. Pero lo que parecía un fin, but what seemed to be an end, in Christ, en Cristo, was just the beginning. Có lẽ mỗi đợt cuộc đời chúng ta cũng đối diện với những điểm cuối cùng, kết liễu trên cuộc đời của mình. Nhưng đó cũng là điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Chúa. Solamente era un principio. It was just the beginning.
sẽ là một sự bắt đầu ở trong Chúa. God takes what looks like an end and he makes it a beginning. Và tất cả những điều gì dường như là sự kết thúc, Dios toma, chính Chúa Ngài sẽ dùng điều đó để làm một sự bắt đầu mới cho chúng ta. Y lo hace un principio. He makes it a beginning. Ngài sẽ làm một khởi đầu mới cho chúng ta. Do you want God to take what for you seems to it an end and turn it around and make it a beginning for something new? Chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa sử dụng những điều mà chúng ta đã kết liễu đó để bắt đầu điều mới cho đời sống của chúng ta hay không? Parece un fin entregárselo a Dios para que sea un principio, the beginning of something good, el principio de algo bueno. Hãy để Chúa bắt đầu những điều tốt cho mỗi đời sống của chúng ta. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Và chẳng có điều gì quá khó cho Chúa của chúng ta. God takes what looks like an end and makes it a beginning. Như như những sự thất bại, những sự kết Dios đó, toma lo que parece ser un fin mới cho chúng ta. Y lo convierte para ser un principio. Jesus Christ was crucified. Chính Chúa Giêsu Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Cristo Jesús fue crucificado. Jesus Christ did die. Ngài đã chết ở trên thập tự giá. Cristo Jesús sí murió. Jesus Christ was buried and put in a tomb. Và Ngài đã bị chôn ở trong phòng mộ. Cristo Jesús sí fue sepultado y puesto en una tumba. Jesus was dead for 3 days. Và Ngài đã chết 3 ngày rồi. Cristo sí fue muerto por 3 días. But Jesus Christ on the 3rd day resurrected. Nhưng mà và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Cristo Jesús en el tercer día resucitó. Ngài đã sống lại. He took what was an end and he made it a beginning. Dường như là những điểm kết thúc nhưng mà Ngài đã thay đổi thành những sự bắt đầu. Lo que parecía ser un fin y lo convirtió en un principio. A beginning that gives us life. Và những sự bắt đầu đó đem chúng ta những sự đời sống mới. A beginning that gives us life. Và những sự bắt đầu đó đem đến đời sống mới. Un principio que a través de su muerte nos da vida. God wants to give you life. Ngài muốn ban chúng ta có sự sống mới. Dios quiere dar vida. God wants to give you life. Ngài muốn ban chúng ta sự sống mới. Dios quiere darte vida. Lo que parece una muerte y un fin es solamente una preparación para una gloriosa resurrección. What seems to be an end, a finality, is only preparation for a resurrection. Những điều gì dường như là sự kết cục của đời sống ta chỉ là một sự bắt đầu cho những điều tốt mà thôi, cho những sự sống lại mà thôi. Necesitas algo resucitado ahora? Your heart that's been stomped on. Lòng của ta đau đớn. Tu corazón aplastado, tus emociones quebrantadas, tus finanzas al fin, your finances close to the end. Vấn đề tài chính của chúng ta đang cũng có những sự khó khăn. Come to Jesus. Hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Come to Jesus. Hãy đến cùng với Chúa Giêsu. Come to Jesus. Hãy đến cùng với Chúa Giêsu. It's the beginning. Đó là sự bắt đầu mới cho chúng ta. Es el principio de lo que Dios ha de hacer. Let us stand, pongámonos de pie. Xin mời tất cả quý vị có thể cùng nhau đứng lên. Si tú dices, if you say, God, I need a beginning, necesito un principio. Quý vị có thể đưa tay lên và nói rằng, Chúa ơi, con cần có một sự bắt đầu mới. I need a beginning, necesito un principio. I don't know what to do, yo no sé qué hacer. Chúa ơi, mặc dù con không biết phải làm gì. I don't know where to go, yo no sé para dónde ir. Con không biết phải đi đâu. I'm all out of ideas, Lord. Ya se me han acabado las ideas. My wife has left me. Mi esposa me dejó. Vợ con đã từ bỏ con, chồng con đã từ bỏ con. Somebody else. Mi esposo me dejó por otro. My children are all grown up now. Mis hijos ya crecieron. Các con cái của con cũng lớn rồi và rời bỏ gia đình. Their life. Están viviendo su vida. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. Và con không biết mà phải làm điều gì. Dios, God. Lạy Chúa. I need a beginning. Con cần có một sự bắt đầu mới. Necesito un principio. God, tell God, dile a Dios, I need a beginning. Hãy nói cùng với Chúa, hãy ban con có một sự bắt đầu mới. Necesito un principio, Señor. If that is you, this is you. Và nếu như quý vị đang có right now, ahorita, you know, that's right there where you're at. Tell God, dile a Dios, Father, I come before you, Padre, vengo delante de ti. Và hãy nói cùng với Chúa, lạy Chúa, con đến cùng với Ngài. En el nombre de Cristo Jesús. Và trong danh của Chúa Giêsu Christ. Of Jesus Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer.
dù con vẫn chưa biết phải làm điều gì. So I'm coming to you, nhưng mà con sẽ đến cùng với Ngài. I'm coming to you in prayer. Con sẽ đến cùng với Ngài trong sự cầu nguyện. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Father, in Jesus' name. Lạy Cha, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Give me a new beginning. Hãy ban cho con sự bắt đầu mới. Dame un nuevo principio, Señor. Un nuevo inicio. Una nueva puerta, a new beginning, a new initiation, a new door, God. Ban cho con có sự bắt đầu mới, những cánh cửa mới được mở ra. Vengo a ti, I come to you, God. Và con đến cùng với Ngài, lạy Chúa. I've called my friends, he llamado a mis amigos. Và cũng con kêu gọi các bạn bè của con đến cùng với Ngài. But I'm coming to you, pero vengo a ti. Đó là chúng con sẽ đến cùng với Ngài. Te necesito, I need you. Chúa, chúng con cần Ngài. I need you. Chúng con cần Ngài. Jesus, I need you. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cần Ngài. Te necesito. Mis emociones te necesitan. My emotions need you. Rồi, tình cảm của con cũng cần Ngài. My physical body needs you. Mi cuerpo físico. Vật lý này cũng cần Ngài. Te necesita, Señor. Mis hijos te necesitan, Señor. My children need you, God. Các con cái của con cũng cần Ngài. My husband needs you, God. Chồng của con cũng cần Ngài, Chúa ơi. Te necesita, Dios. Mi esposa, my wife, she needs you, God. Vợ con cũng cần Ngài, Chúa ơi. Oh, Dios. Oh Padre, te necesitamos. We need you, God. Chúa, chúng con cần Ngài. We need you, God. Chúng con cần Ngài, Chúa. Te necesitamos, Dios. Mi alma te anhela, my soul desires you. Và lòng của chúng con, tâm linh của con đang khao khát Ngài. Mi alma está sedienta. My soul is thirsty, God. Tâm linh của con đang khao khát Ngài. I need you, God. Chúng con cần Ngài, Chúa. Te necesito, Dios. Ayúdame. Help me, God. Chúa xin Ngài giúp đỡ con. I need you. Chúng con cần Ngài. Help me, God. Hãy vừa giúp chúng con. Ayúdame, Dios. No puedo hacerlo sin ti. I cannot go forward without you, God. Chúa ơi, không có Ngài thì chúng con không thể nào tiến về phía trước được. I can't go forward without you. Chúng con không tiến về phía trước nếu không có sự vừa giúp của Ngài. Sin ti, oh Dios. Te necesito, I need you, God. Chúa, chúng con cần Ngài. If that is your prayer, si esa es tu oración. Mà nếu như đó là lời cầu nguyện của vậy. If you can, si tú quieres, si tú puedes, levanta tus manos, raise your hands. Hãy đưa tay lên và kêu cầu cùng raise Ngài. Your hands, raise hãy your đưa hands. Tay lên và kêu cầu cùng levanta Chúa. Levanta tus manos y entrégale a Dios, give to God everything. Hãy dâng cho Chúa tất cả mọi điều trên đời sống của chúng ta. Todo lo que es, eres, everything that you are. Hãy dâng Chúa tất cả mọi điều mà chúng ta đang có. En esta mañana, this morning, God, we cannot go forward without you. No podemos avanzar sin ti, oh Dios. Và cũng nãy tôi nói cùng với Chúa là Chúa sẽ ban giúp đỡ chúng con. Chúng con cần có Ngài. Chúng con cần Ngài. Necesitamos Dios. Để giúp chúng con có thể tiến về phía trước. Más te hemos necesitado. Te necesitamos ahora. We need you now, God. Chúa, bây giờ chúng con đang cần Ngài. We need you now. Te necesitamos ya. Show up. Llega. Thì Ngài bày tỏ chính mình Ngài. Yes. Gracias, Señor. Thank you, God. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn. Thank you, God. Thank chúng you, con cảm ơn Ngài. Thank you, God. Thank you, God. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, God. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nếu quý vị có những nhu cầu, chúng tôi cũng có thể cầu nguyện cho quý vị. Stretch your hands forward. Let's see Jesus' money. Chúng ta cùng nhau hãy giơ tay để cầu nguyện. Many of you don't know. Muchos de ustedes no conocen. You don't know this man. No conocen. Có lẽ nhiều người trong quý vị vẫn chưa biết người này là ai. Más 20 años atrás, over 20 years ago. Và 20 năm trước, God called this man. Dios llamó a este hombre. Và Chúa Ngài đã kêu gọi chính người anh em này. He called him to ministry, lo llamó al ministerio. Để có thể hầu vị Chúa. Through compassion ministry, a través de este ministerio de compasión. Thông qua cái mục vụ mà chúng ta đang làm ở tại nơi đây. Through love community, a través de comunidad de amor. Dios llamó a este hombre. God has called this man. Thông qua cái cộng đồng yêu thương ở tại nơi đây mà Chúa Ngài đã kêu gọi chính người anh em này. Come through here. Muchos de nosotros hemos pasado
week after week, month after month, semana tras semana, mes tras mes, no sabiendo, not knowing who or what, quién o cómo. Và nhiều người trong chúng ta đã đến đây từ hàng tuần, hàng tháng và trải qua nhiều năm. The reason why we get food every week, first off, it is because of God. Và mỗi một tuần chúng tôi có thể có những cái dịch cái mục vụ để phân phát thức ăn này là bởi vì Chúa Ngài đã thực hiện điều đó. Hay recursos cada semana, primeramente es por Dios, pero en segundo lugar, but secondly is because of this man, es porque este hombre. Và bên cạnh đó, chính Ngài đã sử dụng người anh em này để thực hiện công việc đó cho chúng ta. That responded to the call of God, que respondió al llamado de Dios. Đã đáp ứng vào sự kêu gọi của Chúa. So this morning, vào buổi sáng hôm nay, I want you to pray. Chúng ta kêu gọi người hãy cầu nguyện cho người anh em này. But would you join me? Puedes juntarte conmigo to pray for this man, para orar por este hombre. Xin tham đồng công cùng với chúng tôi để cầu nguyện cho người anh em này. Many of you have received food without $30, sin 30, con menos de 30 dólares. Và có nhiều người chúng ta cũng đã nhận được những cái phần thực phẩm 30 đô, 50 đô hàng tuần như vậy. Nunca, never, not once. It's been God, still Dios. Chính Chúa đã cung ứng thông qua người anh em này. Extend your hands, extend sus manos. We're going to pray for him. Vamos chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho người anh em của chúng ta. We're going to pray for love community. Vamos orar por cộng đồng yêu thương. Dear Heavenly Father, lạy Cha Thiên Thượng, you are the master. Tú eres el maestro. Ngài là chủ trên cuộc đời của chúng con. You are the architect. Tú eres el arquitecto. Ngài là đấng sáng tạo. You are the designer. Tú eres el diseñador. Ngài là đấng tạo hóa. De cosas imposibles, of impossibilities. Mà Ngài có thể thực hiện những điều bất khả thi. New beginnings, y de nuevos principios. Và đem đến những sự bắt đầu mới. Father, in Jesus' mighty name, Padre, và trong danh của Chúa Jesus Christ, de Cristo Jesús, suple toda necesidad, supply all needs according to your riches and marvelous glory. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ, Ngài cung ứng tất cả mọi nhu cầu ở trong sự vinh hiển và sự giàu có của Ngài. A tu gloriosa majestad, haz que gracia sobreabunda, let grace superabound, let peace superabound. Mọi người sự ân điển của Ngài, bình an của Ngài được dư dật trên đời sống của người anh em con. Sobreabunda, que paz sobreabunda. Que Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Father, in Jesus' name, Father, let there be new beginnings here. Trong danh của Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện cho những sự bắt đầu mới tại đây. En este lugar, in this place, let there be new beginnings here. Và sự bắt đầu mới ngay cả ngay tại aquí, Señor. En este lugar, in this place, my God, in this man and este hombre in love community. Và sự bắt đầu mới trong đời sống của người anh em con và trong cộng đồng yêu thương này. Nuevos principios, new beginnings right now, right now. Sự bắt đầu mới ngay tại thời điểm này. Move the hearts, move the minds, mueve corazones, mueve mentes, mueve recursos, move resources, my God. Move opportunities, oportunidades. Bring connections, trae conexiones, Padre. Atrae oportunidades nuevas, bring new opportunities. Bring old opportunities. Oportunidades si tienes que, oh Dios. Padre, usa todo lo necesario. Use everything necessary, almighty God. Oh Father, the cross, the beautiful cross, the glorious cross, is the symbol of a new resurrection. Es el símbolo de una nueva resurrección, una nueva vida, a new life, a new beginning, a new opportunity. Những điều tốt lành đang xảy đến. Una nueva vida, una nueva oportunidad, un principio nuevo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, in Jesus' mighty name. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Oh, raise your hands, levanta tus manos. Hãy đưa tay lên và cầu nguyện. Gracias. We say thank và you, cảm God. Ơn Chúa, hãy cảm ơn we Chúa. We don't understand it, but we say thank you. Có những lúc chúng ta không hiểu được, nhưng mà hãy cảm tạ Chúa. You. No lo entendemos, pero gracias. No lo miramos, pero gracias. No lo sentimos, pero gracias. We may not feel it, God.
Có những điều chúng ta chưa thấy, chưa cảm nhận được, nhưng mà hãy cầu nguyện cùng với Chúa, cảm tạ Chúa. And there is nobody, no hay otro como tú, oh Dios, like you, oh God. Và chẳng ai giống như Ngài, Chúa ơi. In the last days, I will pour out of my spirit. Và trong ngày cuối cùng Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài. En los postreros días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, upon all flesh. Thank you. We are in those days, God. Chúa, chúng con đang cảm ơn Chúa ở trong thời điểm này. We are in those days, God. Estamos en esos días. Ở trong thời điểm Ngài sẽ tuôn đổ Thánh Linh của Ngài. Look at your palabra, llama los últimos días, which your word calls the last days. We're awake, estamos despiertos by your grace. Mà chúng con ở tại đây bởi ân điển của Ngài. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Señor. Chúng con cảm ơn Chúa. Gracias, Señor. Cảm ơn Ngài. Thank you, God. Cảm ơn Ngài. Thank you, God. Cảm ơn Ngài. Thank you, God. Cảm ơn Ngài. Gracias, Dios. Oh, give him thanks. Dale gracias. Thank you, God. 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 Cảm ơn Chúa và dâng tạ ơn cho Ngài. Gracias, Dios. No one could have understood the glory of your resurrection. Chúa ơi, sự vinh hiển của pudiera haber entendido sự sống lại của Ngài thật là tuyệt vời. Or imaginado or even imagined the glory of your resurrection. Và vượt quá tất cả những sự suy tưởng của mỗi đời sống của chúng con. Oh Father, we don't know what's coming this day, tomorrow, and next week. Lạy Chúa, dù chúng con không biết ngày nay, ngày mai sẽ xảy ra những điều gì. Ahora, mañana o la semana que viene. Pero una cosa segura, one thing is sure, it's going to be glorious. Nhưng mà điều chắc chắn chúng con biết rằng đó là sự vinh hiển của Ngài sẽ đến. Sita rabai ko sana rabai ko sata. Ir rabai ko senere vei ko se. Or rabai ko sata rabai ka sana rabai ka saya. So rabai ko sete rebei ko saya. No mente ha imaginado, no mind has understood. No ear has heard, ningún oído ha oído. Las cosas grandiosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. The things which God has prepared for those that love Him. Dù mắt chưa thấy, tai chưa nghe, nhưng mà chính Chúa Ngài sẽ chuẩn bị tất cả những điều tốt lành cho những ai yêu mến Ngài. Your ladder shall be greater than your past. Những cơn mưa sau này sẽ nhiều hơn, mạnh hơn và sung mãn hơn tất cả những điều đã xảy ra trong quá khứ. La postrera parte será más gloriosa que el principio. Your ladder will be greater than the past. Và sự vinh hiển của Ngài sẽ tiếp tục đầy nguyên năng hơn. Postera será mayor que la primera. Postera mayor que la primera. Ladder will be greater. Ladder will be greater. Những ngày sau này sẽ đầy dạy hơn, nhiều hơn, phong phú hơn những ngày trước. Ladder will be greater. We look for greater things. Chúa, chúng con đang trông đợi những điều tốt hơn, tuyệt vời hơn. Because we serve a great God. Bởi vì chúng con đang phục vụ một Đức Chúa Trời quyền năng. Porque servimos a un gran Dios. Đức Chúa Trời vĩ đại. The law could not keep him. The grave could not hold him. Mà ngay cả âm phủ và địa ngục không có thể kìm hãm Ngài. El sepulcro no lo pudo atar. Su victoria es final. His victory is final. And his victory is our victory. Nhưng mà ngài, sự đắc thắng của Ngài là điều kết cùng. Và sự đắc thắng đó Ngài đã ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Es nuestra victoria. Lift your hands. Dale. Levanta tus manos. Hãy đưa tay cao lên. Dale gracias. Thank you, God. Và hãy cảm tạ Chúa. Thank you, God. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. We give you thanks. Dale gracias. Chúng con cảm tạ Chúa.
en el nombre de Cristo Jesús, en Jesus mighty name. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Trong danh của Chúa Jesus Christ. Thank you, Father. Gracias, Padre. Ahora que el Dios de toda gracia, now that may the God of all grace, nguyện xin Đức Chúa Trời của ân điển, que nos ha llamado a su gloria eterna, that has called us to his eternal glory, rằng đã kêu chúng ta đến ở trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Los perfeccione, let him perfect you. Ngài hãy làm chúng ta được trọn vẹn. Let him affirm you. Đấng sẽ tiếp tục xác nhận trên đời sống của chúng ta. Que te afirme. Que te provee, let him provide. Là Đấng sẽ tiếp tục cung ứng cho chúng ta. For all your needs, por todas tus necesidades. Cung ứng cho tất cả những nhu cầu của chúng ta. De acuerdo a sus riquezas en gloria, according to his riches and glory. Theo sự vinh hiển và sự giàu có của Ngài. In Christ Jesus, in Cristo Jesús. Ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Favorite George, can you raise your hands and bless these people. Levanta tus manos y bendice a esas personas. Eterno Padre de los cielos, de esta mañana damos gracias, Señor, por conocimiento, Señor, que tú eres un Dios sin límites. Un Dios, Señor, que en medio de toda la locura en este mundo, cuando no había creatividad, tú miraste todo desordenado, no tenía sentido nada, pero tú siendo el sabio de sabios, comenzaste a formar las tierras y los cielos, las estrellas. Derramaste, Padrísimo, tu conocimiento divino y hiciste una belleza, una hermosura en este mundo, Señor. Tu palabra nos ha revelado que cuando nuestras vidas han sido quemadas por malas decisiones, por aprender equivocadamente y solamente quedar ceniza en nuestras vidas, tú dices, dame tu ceniza y yo te daré hermosura. Dame tu llanto y tu queja que has conocido toda tu vida y yo te daré una alabanza. Dame tu, Señor, dice tu palabra, tu desánimo y tu tristeza y yo te daré una confianza, una alabanza, porque yo soy el Dios vivo, que donde yo piso, el muerto revive. Donde yo piso, el desierto enflorece. Donde yo piso, lo que está chueco se enderece, Señor. Yo soy el autor y consolador de tu fe. Qué hermoso es tener un Dios que te mandó a ser discípulos apenas conociendo a tu Hijo, Señor. Y estaban en medio de una tormenta. Y Cristo estaba dormido. Y estos hombres que no conocían el poder que existía en tu esencia, dijeron, Cristo, estamos pereciendo. La tormenta nos va a matar. Y Cristo se levantó y le dijo a los tormentas, cálmense en aires, cálmense tormentas. Y todo se calmó. Y los discípulos dijeron, ¿qué es este hombre que hasta los cielos y las tormentas le hacen caso? Padre, damos gracias que te tenemos a ti. Y contigo somos una mayoría. Muchas veces en este banco de comida, dicen es un banco de comida. Pero el pastor Abel sabe que aquí hicimos. Aquí no estamos representando un banco de comida, estamos representando un Dios viviente. Y cuando uno deja que ese pastor tenga el timón de tu vida, el Salmo 23 se hace una realidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque tú proveas una mesa delante de mis enemigos. Padre, mira cualquier enemigo que está aquí esta mañana. Enemigo en el matrimonio, enemigo en la brujería, enemigo en la economía, enemigo en el cuerpo enfermo. Mi Padre, desata una unción que va a tocar y a avergonzar cada situación que reta tu palabra. Levanta, restaura, abre puertas, pon las provisiones, pon contactos nuevos y que tus hijos puedan mirar las huellas de un Dios viviente, orquestando todos esos colores feos, esos sentimientos oscuros de un divorcio, el dolor. Vas a tomar todo vuestro dolor, toda vuestra queja, vuestro desánimo, y vas a poner una alabanza en sus corazones. Gracias te damos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Aleluya, que todo lo arranca con fe.
Oh, eres digno de toda adoración. He's worthy of all.